có ba sâu mà nhà dù kìa. Ê kinh nữa ô đưa bà cá vô nhà văn mẹ rồi, cá vô nhà văn rồi chứ răng. Ê kinh nó bay bùm vô kìa. Ô quậy coi chừng nó đồ đó mày. Con nó nó cái đồ mà vô cua tới cầu hết rồi đó mày. Từ đây vô được. Mẹ nó vô đây không mà chạy đâu xạo vô bên đây nè. Khỏi chỗ ba lên từ đó thấy tụng nổ rồi thấy rồi. Mà tụi mẹ cái gì đầm đầm trên mấy nhà không. Toàn cảnh vụ máy bay quân sự Su-22 rơi ở Quảng Nam và cảnh hai phi công nhảy dù lúc sự cố xảy ra. Người dân địa phương cho hay khoảng 11 giờ 15 phút họ nghe tiếng nổ lớn rồi chứng kiến máy bay lao xuống ruộng rau muống. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường bị nứt toát, cây cối bị xé toạc, thậm chí có căn nhà cấp 4 bị tốc mái. Trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét. Nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, bị mảnh vỡ máy bay bay trúng đầu khi đang chặt chuối phía sau nhà và đã được người dân chở đến Bệnh viện Vĩnh Đức cấp cứu an toàn. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, vào sáng hôm nay ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11 giờ 4 phút đến 11 giờ 14 phút khi phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Ngay lập tức, phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sự cố xảy ra khiến máy bay bị hư hỏng hoàn toàn. Tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn và sức khỏe ổn định. Thiện phi công nó nhảy dù hết rồi đó. Thầy người không thiệt là về người ấy sụp nhòa luôn này bởi cái gì điều gì cũng xảy ra được hết. Máy bay kìa, đó chiếc máy bay thấy không nè, hôm nay là chiếc máy bay sập đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút, nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.